Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở bến Bình Đông, quận 8. Hôm nay là 28 Tết đó cô chú anh chị. Mua hoa giấy cũng nhiều. Mà hoa giấy ở đây thì em thấy cũng giá cũng bình dân lắm. Trăm, có một chậu cũng có 100 ngàn, mà chậu nhỏ nha cô chú nha. Lớn xíu là 150, như vậy á. Rồi 200, 200 mấy, cứ nói chung là tùy giá. Giống như mai cũng vậy. Nhiều khi mình thấy mai, sao có mấy chục ngàn, 100 ngàn. Nhưng thật sự là chỉ là những cái chậu nhỏ thôi, chứ không phải là cái chậu lớn. Cúc nè cô chú nè, cúc rồi dạng thọ, rồi mấy cây bonsai, dừa. Làng hoa giấy đây là em vừa đi qua cầu nè cô chú nè, đi qua phía cầu bên này để quay cho cô chú xem nè. Đó, bên này là mai cũng rất là nhiều. Bên này hoa nhiều lắm nha cô chú, đây là phong phú cho. Có cái cây mai nè, trời ơi mai này mai tiền tỷ đó cô chú. Tại vì em hay đi quay mai á, cái giá cây này là cây tiền tỷ chắc luôn. Cái tán rất là bự nha cô chú nha, đó, mà cái gốc cô chú xem nè. Cái này là ngay chỗ cái chân cầu luôn á cô chú, mình cứ chạy thẳng đường chỗ bến Bình Đông là cô chú anh chị mình thấy. Qua wow, cây mai phải nói là dưới đây thì cây bonsai, cây kiểng rồi hoa giấy rồi cũng rất là nhiều. Dọc cái con đường bến Bình Đông này là phải nói là hoa rồi là nhiều lắm nha cô chú ơi. Đó. Ở dưới đây là cúc nè, 300 ngàn một cây như thế này. Rất là to và rất là trái, rất là nhiều luôn, sổ rẻ luôn cô chú anh chị, 300 ngàn. Đó. Đây cây mai này 300. Cô chú. Một cây 150 một cây, chậu bự này hả trời. Rồi nãy giờ em nhìn em tưởng nhỏ nhỏ cô chú. 150 rồi trời, một cái cây đi mà 150 nè cô chú nè, không phải cây nhỏ đâu nha. Đó, đây nè. Không phải cây nhỏ đâu nha cô chú, cây bự này nè nha. Rồi. 150, 300, nói chung là có đầy đủ giá luôn. Em thấy rằng mình mua mà mình muốn bỏ cho chậu là em thấy là bên này người ta bỏ chậu cho mình luôn đó cô chú. Có chậu á, người ta sẽ bỏ cho chậu giùm cho mình luôn. Năm nay em thấy là mai để bàn nhiều. Mày thấy 150 một cặp mồng gà hả ta? Mồng không biết là cái nào, 150 chắc mồng gà với dạng thọ của cô chú. 150 một cặp nè, quá chừng luôn. Vàng thọ mồng gà đây đúng rồi. Quá rẻ luôn đó cô chú. Khúc dưới này nhiều khi còn sale rồi. Sổ nhiều hơn dưới kia nữa. Dưa hấu nè, quá chừng dưa hấu. Dưa hấu không hạt có 10 ngàn ở ký rồi cô chú. Ở dưới đây hoa cũng nhiều nha. Em thấy ở dưới này giá cũng rẻ nè cô chú. Cứ mình chạy qua cái cầu đó, mình dọc đường bến Bình Đông này mình mua ha. Em thấy hoa nhiều lắm.
nhiều người ta tưởng là tới cái cầu là hết rồi đúng không? Đúng rồi, đó. qua bên cầu là vẫn còn. Ngồi chờ từng vị khách. Quýt Thái có 35.000 rồi cô chú. Dưa hấu vàng nè, dưa hấu ruột vàng, dưa hấu ruột đỏ. Tết thì em thấy rằng nhà đều trưng dưa hấu cô chú ha. Dưa hấu rất là nhiều. Quá chừng ở dưới đây là dưa hấu. Ở phía trên kia chủ yếu là hoa, nhưng mà xuống phía này là dưa hấu trái cây dưới đây nè cô chú. Thơm rồi nữa. Thơm rồi cô chú nè. Thơm rất là nhiều. Đúng rồi, cái này chân Tết. Đó, có nguyên cái nhánh luôn, rất là đẹp. Thơm thì mình chân cũng được lâu nữa. Này quýt nè cô chú nè. À, bây giờ em đi qua đường nha. Đi qua đường, em đi vòng qua phía bên kia đường cho cô chú anh chị mình xem. Như cô chú anh chị cũng thấy thì năm nay mai nở rất là sớm cô chú, nở sớm hơn mọi năm rất là nhiều. Bà con có thấy mấy anh chị tiểu thương bây giờ bán nó cũng phải lặt bớt những cái ba mai mà sắp rụng đó cô chú. Tuy là mai nó nở sớm nhưng mà bớt được nhiều hơn mọi năm, cho nên là mình mua về là mình vẫn chưng Tết, mình vẫn chưng, mình xài qua Tết vẫn được đó cô chú. Ngoài qua Tết thì mình bắt đầu mình dưỡng lại, mình trồng lại. Đó thì cô chú thấy không, bến Bình Đông hiện tại thì cũng đang rất là vắng. Bà con cô bác thì chủ yếu là đi mua buổi tối là nhiều, còn ban ngày thì cũng thưa thớt, cũng vắng lắm cô chú anh chị. Tại vì nói ra là bây giờ mọi người vẫn còn đang đi làm, có nhiều công ty vẫn còn đi làm, cho nên chỉ có buổi tối thì bà con cô bác mới ra đường rồi sắm sửa Tết ngoài kia. Đó như ở tắc nè cô chú nè, cây tắc cây quất nè, đó rất là nhiều luôn. Bây giờ đã 28 Tết rồi nhưng mà tình hình là em thấy là tắc cũng còn nhiều, mà mai và hoa giấy cũng nhiều nữa. Đó cho nên là nếu mà cô chú anh chị nào mình chưa có mua hoa chân Tết thì mình mua về mình chân Tết ha, sẵn hỗ trợ cho bà con bán hết sớm về quê ăn Tết. Tại vì năm nay em thấy rằng giá mai cũng có những loại thấp hơn mọi năm. Ví dụ như cái chậu nhỏ thì chỉ có 60.000 nhưng mà nó nhỏ xíu nha cô chú. Nhỏ. Rồi lớn vừa một xíu thì tầm 100, 150, 200. Rồi nói chung là tiền nào của đó mình nhiều cây nhỏ thì 60.000 là đúng, nhưng có những cây mai rất là đẹp vẫn tiền triệu, tiền trăm là bình thường của chú anh chị ha. Nói chung là tiền nào của đó thôi. Đó, tiểu thương bây giờ nè. Thấy bây giờ là ngồi của chú thấy không? Ngồi chờ từng người khách tới mua. Mà không những riêng bến Bình Đông mà những cái công viên khác cũng vậy, chợ hoa Tết khác cũng vậy. Rất là nhiều hoa luôn. Chủ yếu là thấy tiểu thương bán là nhiều, chứ còn năm nay mọi người mua sắm không có nhiều bằng mọi năm. Cái này là tình hình chung mà cô chú anh chị ha. Đây, em sẽ quay sơ một vòng để cho cô chú anh chị mình xem nha. Toàn là người bán không, cho cô chú thấy không. Rồi đây dưa hấu cũng vậy cô chú. Dưa hấu năm nay là phải nói là còn rất là nhiều luôn. Sổ chỉ có 10 cây, 10.000 một ký, 15.000 một ký, mà dưa hấu rất là to. Này giống như dưa hấu hoàng kim nè cô chú nè. Rồi bên này là dưa hấu không hạt là 15.000 một ký. Rồi em thấy là Tết thì bà con hay trưng những cái loại dưa hấu tròn mà trái to to là tầm 10 ký một trái, như vậy là 10 ký luôn đó cô chú. Đó như đây nè, trái to lắm có 15.000 một ký thôi. Rất là nhiều luôn. Thì cô chú anh chị mình tới đây mình mua hoa, ví dụ mình muốn mua thêm trái cây về mình chưng thì mình có thể là mình mua dưa hấu rồi ở đây ủng hộ cho mấy anh chị cô chú tiểu thương ở đây ha. Đó, đây là cô chú nè, gian hàng số 6. Đó có dưa hấu ruột vàng nữa. Đây cô chú thấy không? Rất là nhiều dưa hấu luôn. Bây giờ làm sao bán cho kịp cô chú? Còn có 2 ngày nữa là tới Tết rồi, 2-3 ngày nữa là Tết rồi. Mà em thấy rằng quá chừng luôn cô chú. Đây là chỉ là một hai cái gian hàng em quay thôi nha, còn những gian hàng khác cũng nhiều. Còn đây là trái dư mà mọi năm bà con cô bác mình hay chưng Tết á, giống như kiểu mình chưng cho nó dư dả hàng năm đó cô chú. Đó, đây là thanh long nè, rồi xoài, rồi bưởi. Đó, đây là bưởi nè cô chú, cũng ở dưới, nói chung là trái cây thì ở miền Tây đem lên đó cô chú. Bưởi, miền Tây thì bưởi là nhiều nè, rồi hoa này, em nghĩ là mấy cái hoa này cũng là đa số là tiểu thương ở dưới miền Tây lên hết á. Đây, hoa hồng nè cô chú thấy không, rất là nhiều hoa hồng luôn, hoa hồng rồi hoa cúc. Đó, em đi bên đây đường em quay cho cô chú anh chị mình nhìn cho dễ ha, dễ thấy được cái khung cảnh đối diện, tại vì nhiều khi em quay gần quá mình thấy không có rõ.
Đây, không chỉ riêng chợ Bình Đông mà những ở cái chợ hoa khác thì bà con cô bác, mấy anh chị tiểu thương đều nói chung là than hết. Đây là vạn thọ mòng gà là 150 ngàn một cặp. Đây cô chú, đẹp lắm cô chú rồi đó. Còn thơm thì 30 ngàn một trái. Thơm này thì Tết bà con cô bác cũng hay chưng, chưng Tết. Đó. Rồi dưa hấu nữa cô chú thấy không? Rất là nhiều đây nè. Làm sao mà bán cho kịp trước Tết được. Cô chú ơi, sổ luôn rồi. Đây cô chú có dưa hấu rồi nè, bưởi rồi, nói chung là đầy đủ hết, 10 ngàn một ký cô chú. Chỗ thì đây nè, sổ có 10 ngàn một ký thôi. Xoài, xoài cát Hòa Lộc nè. Xoài cát Hòa Lộc rồi dưa quýt. Đó, anh này thì chủ sạp nè. Ở đây bán rồi ngủ ở đây luôn cô chú, canh hoa canh đồ luôn, bán xong mình mới về ăn Tết với nhà. Và là phải tầm tối 30 là mọi người đã dọn về hết rồi. Đó, như bên đây em thấy là 300 ngàn một cây nè cô chú, cây mai cũng 300 ngàn mà tắt đồ cũng 300 ngàn một đó, rất là nhiều luôn. Giá hôm nay là giá nào cũng có, tùy theo là lớn nhỏ nữa cô chú. Đây là dưa hấu trái cây này. Bên đây là em đi qua cái gian trái cây để quay cho cô chú xem á, tại vì bữa giờ thì chủ yếu quay mai quay hoa là nhiều, không có quay trái cây dưa hấu này kia cho cô chú anh chị mình xem. Cho nên sẵn hôm nay đi quay thì đi quay cái vùng ở dưới này đó, cái hướng ở dưới này để cho cô chú anh chị mình biết thì mình mua, mình ủng hộ cho mấy cô chú bác tiểu thương ở đây ha. Như em thấy hoa ở đây là bao nhiêu ta, 100 ngàn một cặp nè cô chú nè. Đó, có 100 ngàn một cặp thôi. Hoa mà cái chậu rất là to nha. Đây cũng 100 ngàn một cặp luôn. Sống đời nè, rồi bên này là hoa hướng dương thì giá khác. Hướng dương rồi bên này là cây bonsai nha cô chú. Bonsai rồi tắt. Hướng dương thì em thấy hoa rất là nhiều. Đó, đây là cây bonsai nè cô chú nè. Bên này là mai nha, mai năm nay nở sớm cô chú ơi, chỗ nào cũng vậy hết. Những cái chợ hoa khác anh thấy mai nở rất là sớm. Những cái bông nào mà sắp tàn á, nở kiểu như cũng lâu 10 ngày hay bao nhiêu đó, những cái bông mà sắp tàn rụng á thì mấy chị mấy vô sẽ lặt bớt những cái bông đó đi. Nhưng mà còn nụ còn búp rất là nhiều. Đó. Đây là hoa giấy nha cô chú, năm nay hoa giấy cũng nhiều nhưng mà bán là em thấy là tại vì cái hoa giấy từ dưới miền Tây nhập lên là ở dưới đó có cái làng này, hoa giấy Phú Sơn á, đa số ở dưới Bến Tre là người ta trồng hoa giấy nhiều lắm, ở chỗ chợ Lách Bến Tre rồi làng hoa giấy đó. Năm nay em thấy nhập lên quá chừng mà bán thì cũng không biết là có được nhiều hay không, chứ thấy cũng rẻ lắm cô chú, giá cũng rẻ ra giá bình dân. Đó thì em cũng cập nhật video này tới đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau. Chúc cả nhà năm mới có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn bình an cũng như là gặp được nhiều may mắn. Xem video thì cho em xin một like cũng như là một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để khi mà em cập nhật những video mới lên thì cô chú anh chị mình thấy được cái thông báo mình vào mình xem. Chúc cả nhà năm mới có thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài phát đạt nha. Bye bye tất cả cô chú anh chị và các bạn nha.